Mẫu đầm em đang mặc trên người là DA1007 nha các chị ơi, một cái mẫu đầm mới của bên em. Với chất vải của nó là chất vải là lụa thun, hàng cao cấp, hàng hiếm luôn. Vải này là mặc lên là phiền, mặc lên là mê, không muốn cởi ra luôn. Em nói thiệt, các chị cứ mua trải nghiệm một lần đi. Khuyên chân thành các chị mình luôn là các chị nên mua trải nghiệm vải này. Rồi đầm em đang mặc trên người nha, mã là DA1007. Hôm nay em sẽ sale cho mình luôn, chỉ có là 299.000 đồng. Cổ tròn, tay ngắn nha. Và đầm này có túi hai bên cho các chị mình luôn. 40kg đến tầm 65kg là vừa nha. Ở bên trong thì có kèm lớp lót thun cô tông cho mình nè. Đó, từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Mã đầm em đang mặc trên người là DA1007. Em sale ngày hôm nay luôn, giá chỉ có 299. Ở đây em đang phối thắt lưng này thì em sẽ không có kèm đầm. Thắt lưng này chị nào mà gộp đơn đủ đơn từ 597.000 đồng trở lên, em sẽ tặng kèm cho mình cái thắt lưng này và miễn ship luôn. Cố gắng mình nhanh tay mình gộp đơn hàng nha. DA1007 và kèm số điện thoại em chịu hàng. Chốt xe liền trên live với giá chỉ còn có là 299.000 đồng thôi. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Đủ hàng và đủ size cho các chị mình luôn. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình sẽ có size vừa nha. Ai lấy mẫu đầm em đang mặc trên người mình nhớ nhanh tay đặt hàng xử giùm em luôn ạ. Là mã hàng và kèm số điện thoại em chốt đơn. DA1007 và kèm số điện thoại cho em nha cả nhà ơi, chốt đơn liền trên like. Là giá chỉ còn có là 299k, vải đẹp cực kỳ, em nói thiệt luôn, các chị mua về các chị mê liền. Vải mịn siêu em luôn, có độ co giãn nè, đó các chị thấy chưa, lụa thun cả nhà nha, hiếm cực kỳ hiếm luôn, hiếm ở Việt Nam là không có luôn. Vải này em nhập từ trực tiếp từ bên nước ngoài về mới có vải này cho mình đó cả nhà ơi, và phải mất thời gian rất là lâu mới có cái vải này để may cho các chị mình đấy. Đó các chị ơi, chứ không phải là lúc nào cũng có vải này may đâu. Nếu như mà chị nào ưng thì mình đặt hàng liền giùm em nha các chị nha. Đó, vải đẹp cực kỳ luôn, order đợi cả mấy tháng trời mới có vải cho mình. Trời ơi, hiếm cực kỳ hiếm. Màu đẹp quá này cả nhà ơi. Đây là 1007, 4 size ML, XL và 2X luôn. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào lấy mẫu đầm em mặc thì mình nhớ nhanh tay là hàng 1007 kèm xin hỏi nha. Mẫu này xa có là các chị ơi, quá đẹp luôn. Cái mẫu là nền đen màu hoa màu vàng vàng thêm cam rồi các chị mặc thì nó sang dễ sợ. Nhìn xa cũng đẹp, nhìn gần cũng đẹp. Mà màu này không có kén da nha, chị nào da trắng hay chị nào da ngâm mình mặc được hết nha. Rồi bây giờ cái mẫu đầm em đang mặc nè. À, em bán là một bình thường em bán sẽ là 450, nhưng mà hôm nay trên live này em sẽ sale để mà lấy người theo dõi hoặc được chia sẻ thôi. Các chị nha, chỉ cần việc là mình nhấn theo dõi trang hoặc chia sẻ livestream thì mình sẽ được săn ngay cái mẫu đầm này của em DA984 này với giá chỉ có là 299 thôi. Đẹp lắm, hàng chuẩn xốc và cao cấp luôn. Thiết kế sẽ là cổ sơ mi nè, rồi form đầm xòe rộng cho mình, túi hai bên nữa. Đó, bên trong có kèm lớp lót thun cô tông cho mình nha. Vải rất khá thì mềm mại nhẹ nhàng, cũng có độ co giãn ít ít một xíu, độ đều mình mặc thoải mái. Đó, đeo khóa kéo phía đằng sau cho mình nha cả nhà ơi. 984 em đang mặc trên người, sale trên live giá chỉ có 299.000 đồng thôi. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa luôn. Chị nào lấy mẫu đầm em đang mặc trên người thì mình comment nào. DA984 và kèm xin hỏi em chút xem ngày hôm nay luôn. Là giá chỉ còn có là 299.000 đồng. Rồi bây giờ chị nào lấy mẫu đầm em đang mặc trên người nhớ nhanh tay là hàng xử giùm em DA984 và kèm số điện thoại nào cả nhà ơi. Sale liền trên live giá là 299.000 đồng. Từ 40kg đến tầm 65kg là vừa. Ở đây em cao 1m62 nặng 47kg thì mẫu này dài tầm ngang bắp chân em như vậy rất là dễ mặc. Ôi đẹp quá, xuất sắc các chị ơi. Đó, chị nào ưng mẫu này đặt hàng xử giùm em nha. Đầm sơ mi mình mặc lịch sự ha. Chị nào có bụng thì mình yên tâm là che bụng rất là tốt, không có lo lộ bụng luôn nè. Và thắt lưng này không có kèm đầm, các chị cố gắng gộp đơn nha. 597.000 đồng trở lên em tặng nịt cho mình và em miễn ship cho mình. Rồi bây giờ đầm em mặc chị nào lấy nè, đặt hàng cho em là DA984 nè. Trời, 984, 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người nha. 299.000 đồng thôi, quá đẹp luôn, xuất sắc. Mình ưng mẫu đầm em đang mặc trên người thì mình nhớ nhanh tay đặt hàng cho em luôn. DA984 cả nhà ơi. Rồi chị Nguyễn Thanh ok, chị Vân Lương ok, chị Kiều Ngân ok, rồi chị Trang HT ok em chứ. DA979 các chị ơi, mẫu mới rất là đẹp luôn, một cái mẫu đầm sơ mi. Alo chị nghe. Và chất von mặc rất là mát cả nhà ơi. Ngày hôm nay em sale cho các chị mình luôn mẫu đầm này nha. Với giá chỉ còn có là 299.000 đồng thôi. Mã sản phẩm là DA979. Chị nào mình ưng mẫu đầm này là hàng xứng giúp em luôn, là mã hàng và kèm trong số điện thoại em chuyển hàng chị sai nha.
9793 kèm theo số điện thoại nào, em xem luôn. Chỉ có 299 ngày đồng thôi. Chất vải mềm, mặc rất là mát và mặc rất là thoải mái cho các chị mình luôn. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào ưng mặc đây là hàng xử dụng em, DA 979 và kèm theo số điện thoại luôn. Em chúc sale ngày hôm nay cho các chị mình luôn. Là giá chỉ có 299 ngày đồng. Bộ sơ mi vậy mình mặc đẹp nè, mặc lực sự. Đi đâu cũng được hết trơn các chị ơi. Đó, cây lỡ ha. Đẹp quá, túi nữa nha các chị, là mấy có túi nha. Túi này là mình được vừa điện thoại luôn. Và này là vải von, cái họa tiết cũng lạ mắt, rất đẹp luôn, rất sang luôn. Rồi đây các chị thấy là đang phối với thắt lưng. Thì thắt lưng này sẽ không có kèm đầm, nhưng mà thắt lưng này em sẽ lên chương trình đó là tặng quà tặng. Chỉ cần các chị gộp đơn hàng từ 597 ngàn đồng trở lên thôi, là em sẽ tặng ngay thắt lưng này cho mình. Và em sẽ miễn phí toàn quốc cho các chị mình luôn. Rồi chị nào ưng mẫu đầm em đang mặc trên người thì mình nhớ nhanh tay nào. Đầm em đang mặc là DA979 nha. Sale liền trên live giá là 299 ngàn đồng. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa luôn. Chị nào lấy mẫu đầm em mặc thì mình nhớ nhanh tay là hàng chân luôn. Là mã số sản phẩm nè. Và kèm trang xuyên hỏi em chuyển hàng chị sai DA979 và kèm xuyên hỏi nào cả nhà ơi. Chốt sale liền trên live giá là 299k. Chất mềm và mặc rất là mát luôn các chị. Đầm này có túi hai bên, bên trong thì sẽ có kèm lớp lót thun cô tông cho các chị mình luôn. Từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Chị nào lấy mẫu đầm này đặt hàng cho em luôn, DA979 nha. Một màu duy nhất nha chị ơi, một màu duy nhất, không có màu khác chị Rosley ơi. Rồi chị nào lấy mẫu đầm này đặt hàng xử dụng em, là mã hàng và kèm trên số điện thoại em chuyển hàng nè. Em sẽ sale ngày hôm nay cho mình luôn, giá chỉ có 299 luôn. Mẫu đầm này nền của nó là nền đen nha, nền đen và họa tiết hoa rất là lạ mắt cho mình luôn. Rồi chị Ngọc Khánh ok, chị Nguyễn Quỳnh ok, chị Ngọc Tú ok, rồi chị Hoàng Thị ok, 979 luôn. 450 giảm ngay trên live chỉ còn có là 299 ngàn đồng. Mình ưng mẫu đầm em mặc thì mình comment. Mình ưng mẫu này thì mình đặt hàng comment sớm giúp em. Là mã số sản phẩm và kèm số điện thoại em chuyển hàng luôn. Đó các chị thấy nè. Mình phối đất lưng cũng được mà mình không phối đất lưng cũng đẹp luôn. Tuy vào sở thích mỗi người, chị nào mình muốn có đất lưng này thì mình gộp đơn 597 ngàn đồng trở lên là sẽ có đất lưng và được miễn ship nha. Mẫu đầm em đang mặc trên người là DA988 các chị ơi, một cái mẫu đầm siêu phẩm mà em nói thiệt là các chị nên mua. Đặc biệt là những chị nào mà mình thường hay hỏi em là size lớn là tầm khoảng là 70-80kg gì đó các chị yêu nha. Thì mẫu này chắc chắn là các chị sẽ vừa luôn. Rồi đây các chị ơi mình nhìn dùm em. Đây là DA988 cả nhà nha. DA988 mẫu đầm em đang mặc trên người đây. Em có cho mình 4 size ML, XL và 2X. Từ 40kg đến tầm 80kg mình cũng có thể vừa mẫu đầm này. Đầm này em đang mặc size M, em test tạo cho mình xem luôn thực tế luôn nè. Size M nha cả nhà. Đây qua một vòng cho mình xem. Đầm này à. Siêu co giãn. Đó các chị thấy chưa? Đầm này nó co giãn có thể là hơn gấp, nói chung nó hơn gấp 2 lần luôn á các chị yêu nha, gấp 2-3 lần cái kích thước ban đầu của nó luôn. Nên là các chị ơi mặc thoải mái cực kỳ. Chị nào muốn giảm size mặc cũng được nha, sao cả. Ai mặc XL giảm xuống size L. Ai mặc mà hay là giảm xuống 1 size, giảm xuống 2 size mặc cũng được luôn. Co giãn tốt cực kỳ luôn á. Rồi đây là DA988 nha. Nên là em mới nói là đầm này là tầm lên tới là 80kg mình cũng vừa là vậy. Rồi, đầm này rất là đặc biệt. Đây là một cái thiết kế độc quyền duy nhất của shop em mới có. Các chị kiếm ở ngoài không có thiết kế này đâu. Đây là một cái thiết kế giúp cho các chị vừa giúp tôn dáng của mình, vừa giúp che đi được khuyết điểm của mình rất là tốt nha cả nhà ơi. DA988 đây bây giờ nha. 450 giá gốc. Hôm nay chị nào có nhấn theo dõi trang hoặc là có chia sẻ livestream, em sale ngay cho mình luôn, giá chỉ có 299 ngàn đồng thôi. Sale liền trên live giá chỉ có 299 ngàn đồng thôi. Thì duy nhất trên live là em sale giá này nha. DA988 nha cả nhà ơi. Rồi về thiết kế đây. Cổ đắp chéo. Thứ nhất là cổ đắp chéo và xếp ly. Xếp ly phía trước ngực áo này các chị. Không biết các chị nhìn rõ không đây. Ở đây nó xếp ly ấy nha các chị. Có xếp ly á. Đó. Rồi khi các chị mặc lên người, chị nào có vòng một to mặc không lo bị chật, chị nào có vòng một nhỏ mặc không lo bị hở luôn đó. Thứ hai nữa, thiết kế này là may từ những mảnh ghép lại với nhau. Tính ra đầm này là nó may từ 7 mảnh nha. Đầm này may từ 7 mảnh ghép lại với nhau lên form rất là đẹp luôn. Ôm dáng nè, khoe. Nói chung là đây là em hơi gầy. Chị nào mà các chị yên tâm đi, có các chị sẽ mặc đẹp hơn em luôn. Khi các chị mình chọn người yên tâm nha, mặc đẹp lắm.
nó sẽ ôm dáng người của mình hơn, ôm cái phần lưng của mình nè, ôm cái phần eo của mình nè, và từ đây thì nó sẽ ra luôn đó. Thì khi các chị mặc lên người, nhìn eo mình sẽ nhỏ hơn và mông mình sẽ to hơn luôn. Tiếp theo đến phần bụng thì sao ạ? Đến phần bụng này từ đây nó sẽ xuống dưới, nhờ cái thiết kế là kết hợp giữa ở phía trên là thiết kế đắp chéo, và từ đây là form này là sẽ xuống như vậy. Nó sẽ giúp che bụng hoàn toàn tốt cho các chị mình luôn, ai có vòng bụng là khỏi lo lộn bụng luôn. Rất là hay, thiết kế này rất là hay, đây là thiết kế độc quyền của shop em nha. Rồi đầm này của em hàng cao cấp luôn, và là vải cát Nhật siêu co giãn cho mình. Các chị mà theo dõi lớp em nhiều sẽ biết, những mẫu đầm mà chất vải siêu co giãn như vậy thì thường nó sẽ hết hàng rất là mau, và hết hàng mau nhất là size 2X. Những chị nào size lớn mình nhanh tay mình đặt hàng sử dụng em nha. Đầm này của em mã sản phẩm là 988, em khuyên các chị nên đặt sớm, mẫu này chị nào đặt trễ là không còn hàng đâu. Thiệt đó, thiệt lòng. Em nói thiệt lòng luôn, rất nhiều chị khách được trước mà những cái mẫu đầm thiết kế mà như vậy, mà chất vải co giãn như vậy, trễ, đặt trễ quá không còn luôn, không còn một cái luôn. Mẫu đầm này mẫu mới của bên em nha các chị, rất là đẹp luôn. Và hôm nay thì trên line này là em sẽ sale cho các chị với giá ưu đãi nha. Về chất vải thì các chị yên tâm đi, vải này đẹp nè, vải này nó mềm, nó mát và nó không có nhăn nhầu luôn. Thì đây là DA991 nha các chị. Rồi DA991 này giá gốc là 450, nay á trên line này em sale luôn là chỉ còn có 299 thôi. Mẫu này là em có 4 size nha, ML, XL và 2X luôn. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa nè. Form đầm đẹp ha cả nhà. Đây, cái form nó sẽ rất là rộng luôn đó, mềm mại nhẹ nhàng luôn, cổ tròn tay ngắn rất là dễ mặc, và đặc biệt là mẫu này nó có túi nữa nha, đó có túi hai bên, và túi này mình sẽ đựng vừa điện thoại luôn nha cả nhà ơi. Chất này rất là mềm nha cả nhà ơi, von mềm mặc thoải mái. Đây đứng gần cho mình xem nền của nó, là cái màu của nền của nó là nền dạng nền xanh đen đó nha cả nhà, đó hoa nhỏ nhỏ nè. Rồi đầm này của em sale luôn nha, mà chỉ có 299 thôi, một màu duy nhất không có màu khác. Từ 40kg đến tầm 65kg là vừa, chất rất là mềm mại và rất là nhẹ nhàng cho mình luôn, đủ hang và đủ size, đủ hang và đủ size luôn. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Rồi bây giờ chị nào ưng mẫu đầm em đang mặc trên người thì mình comment lại giúp em nha, là mã số sản phẩm nè và kèm trang điện thoại này để chịu hàng nha. Đây là DA991 cả nhà ơi, DA991 em chốt sale ngày hôm nay cho các chị mình luôn, là giá chỉ còn có là 299.000 đồng. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình sẽ có size vừa. Chị nào mình ưng mẫu đầm em đang mặc trên người đây thì mình comment lại cho em nha, là mã hàng và kèm số điện thoại em chịu hàng nha. Không cực kỳ sang, màu này đẹp, màu này thì dễ mặc này các chị, không có kén da đâu, ai cũng mặc được hết đó. Chị Hồ Lành ok, em chúc cho chị Hồ Lành nè, DA991 cả nhà nhá. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng sớm giùm em luôn. Chúc cho chị Mai Hà DA991, chị Phạm Hoa 991 em chúc đơn. Vải mềm và chất thì rất là mát, có cho mình đủ hàng đủ size luôn. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình ưng mẫu đầm em đang mặc trên người, comment thì giùm em cú pháp là mã số sản phẩm nha, và kèm trang điện thoại để điểm chịu hàng và chịu size liền trên like cho cả nhà mình luôn. Nhanh tay mình lên đơn sớm để em chịu hàng cho các chị, đặt trễ là hết hàng size nha cả nhà ơi. DA991 và kèm trang điện thoại ngày hôm nay nha. Một cái mẫu đầm mới của bên em các chị ơi, cái màu xanh này rất là đẹp nha các chị, thực sự luôn. Chị nào mà nhận được hàng thì chắc chắn là các chị sẽ rất là thích luôn. Mẫu đầm em đang mặc trên người nha, mã sản phẩm là DA993. Rồi với cái màu xanh này dạng như là xanh xanh lam các chị ơi, rất là đẹp nè. Hôm nay em sale luôn cho mình mẫu này, giá chỉ có là 299.000 đồng. Đầm này có túi hai bên nha các chị. Rồi cái chất vải này á, mềm và mặc cực kỳ mát luôn, có cho mình đủ hàng đủ size luôn cả nhà ơi. Hôm nay em sale liền trên line luôn, với giá chỉ còn có là 299.000 đồng thôi các chị ơi nha. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người, từ 40kg đến tầm 65kg ha, là sẽ có size vừa cho các chị mình luôn. Rồi chị nào lấy mẫu đầm em đang mặc trên người mình comment đi giùm em nè, mã hàng kèm số điện thoại em chịu hàng nè. Đẹp lắm các chị ơi, phần tay này, tay ngắn nè, có bao chung cho mình luôn, cổ tròn nè ha. Đó, túi hai bên nè, bên trong có kèm luôn lót thun cô tông cho các chị mình luôn. Từ 40kg đến tầm 65kg vừa, đẹp quá. Đầm này em sale nha, 299.000 đồng.
hai nhỏ nhỏ sang dễ sợ đâu. Đó, các chị nhìn giùm em. Lần này là không có kèm nịt nha các chị. Nịt này các chị gộp đơn hàng nha. 597 ngàn đồng trở lên là em sẽ tặng cho mình nịt này luôn và miễn ship toàn quốc nha. Rồi DA993 và kèm trên số điện thoại nè cả nhà ơi. Em sẽ liền trên like giá chỉ có 299 ngàn đồng. Từ 40kg đến tầm 65kg là vừa nha. Nhiều chị nào có bắp tay to nữa các chị cũng yên tâm cho em là mình mặc thoải mái nha cả nhà ơi. Mặc thoải mái luôn. Rồi chị nào mình ơn đặt hàng tỉnh giùm em nha. Mã số sản phẩm nè, và kèm theo số điện thoại em chuyển hàng chị xa luôn. Chốt sale liền trên like giá chỉ còn đó là 299 ngàn đồng thôi. 299 ngàn đồng mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình sẽ vừa nè. Chị nào lấy mẫu đầm em mặc thì mình comment DA993 và kèm số điện thoại cho em luôn ha. 4 size nha các chị ơi. ML, XL và 2X nè, từ 40kg đến tầm 65kg là mình sẽ có size vừa. Em sale ngày hôm nay cho các chị mình luôn là giá chỉ còn có là 299 ngàn đồng, quá đẹp luôn. Xuất DA983 cả nhà ơi, mẫu mới rất đẹp luôn. Rồi hôm nay 450, em sale cho các chị mình mẫu đầm này luôn với giá là 299 ngàn đồng thôi, quá đẹp, đầm đẹp mà giá rẻ ha cả nhà. Mẫu mới chứ, nhưng mà bình thường thì em sẽ không bán giá này. Nhưng mà hôm nay trên live này chủ yếu là em sale là lấy tương tác. Các chị nhớ nhấn theo dõi trang cho em nha. Nhấn theo dõi trang luôn, một cái mẫu đầm hàng chủ shop vải cao cấp luôn. Thay vì bình thường đi, em bán tại shop 450 thì nay trên live trên mạng em sale luôn là chỉ còn có 299 ngàn đồng thôi. Mã sản phẩm là DA983. Đây, ở trước nó có ba cái nút. Đó, rồi cổ tim, tay ngắn, túi hai bên. Vải đẹp nha, vải mềm, nói chung là mềm và mặc cực kỳ mát cho các chị mình luôn. Màu sắc rất là nhã nhặn cho mình, ai cũng mặc được. Gộp đơn 597 ngàn đồng trở lên tặng nịt và miễn ship nha. Nịt này không kèm đầm nhưng mà em sẽ tặng, các chị gộp đơn đi em tặng. Rồi các chị nè, chị nào có vòng bụng to các chị yên tâm chọn cho mẫu đầm này, che bụng rất là tốt, không có lo lộ bụng luôn nha cả nhà ơi. Đó, rồi em đang mặc trên người đây là DA983, hôm nay sẽ sale cho các chị mình luôn là giá chỉ còn có là 299 ngàn đồng thôi. Từ 40kg đến tầm 65kg là sẽ có tay vừa luôn. Rồi bây giờ chị nào lấy mẫu đầm em đang mặc trên người mình comment nào. DA983 và kèm trang xin hỏi em chút xe luôn. Chỉ còn có giá là 299 ngàn đồng. Mình ưng mẫu đầm em đang mặc trên người thì mình cứ comment cho em luôn là mã số sản phẩm và kèm trang xin hỏi điểm chưa hàng chị sai liền trên like cho các chị mình luôn nha. Kèm xin hỏi em chưa hàng nha. Túi này nè các chị, nó đủ sâu để mình có thể đựng vừa điện thoại luôn nha cả nhà ơi. Mình có thể bỏ điện thoại vô đây cũng được luôn, rất là tiện nè các chị yêu nha. Bỏ tiền, bỏ điện thoại vô túi được luôn. Rồi đầm em đang mặc trên người, chị nào lấy mình đặt hàng cho em luôn. DA983 nha, màu đẹp ha các chị, màu này sang nè. Màu này sang, dễ mặc đồ nè, đó. Rồi em đang mặc á là 983, các chị nhớ mã nha. Rồi chị Hường Nhung ok. Rồi chị Khánh Linh ok. Chị Vân Phạm Ái ok. Chị Kha Thi Nguyễn ok. Rồi chị nào lấy nữa đây ạ, nhanh tay là hàng sớm giùm em. Rồi các chị ơi, đây là mẫu DA1002 nha. Đây là một cái mẫu đầm mới về và đặc biệt cái chất vải này nó rất là đẹp luôn. Em nghĩ rằng các chị nên trải nghiệm một lần chất vải lụa thun cả nhà nha. Vải lụa thun rất là mềm, rất là êm và sẽ có độ co giãn cho các chị mình luôn. Đây, màu đẹp ha các chị, thiết kế đầm sơ mi. Đó, mình mặc như vậy rất là tiện để mình mặc được nhiều dịp nè. Đi những nơi lịch sự cũng được, mình mặc đi chơi, đi làm gì cũng được. Và đây là DA1002, giá gốc em bán là 450. Trên live stream này hôm nay sẽ sale cho các chị mình luôn là giá chỉ có 299 ngàn đồng thôi. Đó, đầm này nào có túi, không, cái đầm này không có kèm túi nha, quên, không kèm túi nha, form váy xòe rộng này ở bên trong thì có kèm lớp lót thun cô tông nha. Rồi, đây, lớp lót thun cô tông của em là trên đầu gối như thế này, ngang đầu gối như thế này nè, đấy chị thấy không. Rồi, đầm em đang mặc trên người đây, là DA, đây là DA1002, sale liền trên live giá chỉ có 299 ngàn đồng, chị là 002 và kèm cho xin hỏi nha. Em chốt sale liền trên live giá chỉ có 299. Ở đây là đang phố thắt lưng. Thắt lưng này là không có kèm đầm, nhưng mà thắt lưng này sẽ tặng khi mà đơn hàng chị nào mà từ 597 ngàn đồng trở lên sẽ được tặng kèm thắt lưng và được miễn ship luôn nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc trên người, chị nào lấy mình đặt hàng trên nào. DA1002 và kèm cho xin hỏi, màu đẹp quá. Màu này đẹp dễ sợ luôn.
Nè các chị ơi, mặc rất là sang nha. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa luôn. Rồi chị nào ưng ý mẫu đầm này là hàng xứng giúp em. La mã số sản phẩm và kèm số điện thoại em chuyển hàng chị sai nào cả nhà ơi. DA1002 và kèm trang số điện thoại. Xe liền chị Lai giá 299k. Rồi tranh thủ mời đặt hàng xứng giúp em. Comment thì giúp em cú pháp luôn là mã số sản phẩm nè. Và kèm số điện thoại em chuyển hàng nha. Rồi đẹp cả hả chị, rồi em cảm ơn chị Câu Nâu nha. Rồi chị nào lấy mẫu đầm này đặt hàng xứng giúp em. Cái màu này mặc sang lắm, vải đẹp. Vải này là vải lụa thun. Ôi cái vải lụa thun này nó hiếm, dễ sợ hiếm luôn các chị ơi, không phải lúc nào cũng có đâu. Đợt này có cái vải này may cho mình là mừng hết lớn luôn các chị ơi. Đợt trước em chỉ có một mẫu đầm may vải này thôi mà bán cháy hàng, không còn hàng để bán luôn. Mà kiếm cái vải này nó khó khăn lắm cả nhà. Đó, biết bao nhiêu lâu rồi em mới có lại cái vải đẹp này để may cho mình đó các chị ơi. Nè các chị ơi, nó mềm, nó mịt và nó sẽ có độ co giãn chất rất là mát luôn. Em đảm bảo các chị mặc là các chị ghiền liền à. Rồi, chị Thanh Nguyễn ok chốt đơn. Rồi, chị Tin Hương ok chốt đơn. DA mẫu đầm em đang mặc trên người là DA1002 cả nhà ơi. Mẫu đầm mới nha các chị ơi, với chất vải lụa thun rất là đẹp, rất là cao cấp luôn. Vải này cực hiếm nha, nếu như mà chị nào thấy mẫu đầm này em đang mặc mà mình ưng mình đặt liền. Đó, vải này là em nói thiệt là các chị nhận được hàng là mê liền luôn. Đây là DA1001 nha cả nhà ơi. DA1001 em đang mặc trên người, giá gốc 450. Hôm nay em sẽ sale trên live này lấy lượt theo dõi hoặc lượt chia sẻ thôi. Chị nào nhấn theo dõi trang rồi ạ, hoặc là chị nào nhấn chia sẻ live stream thì mình sẽ được mua mẫu đầm này. Thay vì từ 450 em sẽ giảm xuống cho mình luôn, chỉ còn là 299.000 đồng. Một cái mẫu đầm sơ mi rất là đẹp luôn các chị ơi. Vải lụa thun cho mình ha. Siêu mềm, siêu êm và siêu mát luôn. Mặc là mê liền cả nhà ơi, thực sự luôn á. Đó, ở đây các chị ơi gộp đơn đi, 597.000 đồng trở lên em tặng kèm cho mình thắt lưng. Và em sẽ miễn ship toàn quốc cho các chị mình luôn. Cố gắng mình gộp đơn hàng đi nha. Đứng hình cho mình xem nè. Nền đen hoa nhỏ nhỏ màu đỏ đỏ nè, đẹp chưa? Xuất sắc, xuất sắc. Sờ vô mặt vải là mướt mượt luôn. Sờ vô rất là êm tay nha các chị ơi, và mát cực kỳ luôn á. Rồi sờ mịn như da bé. Rồi bây giờ nè, nó có độ co giãn rất là tốt luôn. Em đang mặc trên người nha, là em có 4 size DA1001 này nè. Có 4 size ML, XL và 2X. Từ 40kg đến tầm 65kg là vừa. Cái phần eo của size 2X thì là tầm khoảng 84 hoặc 86 nha cả nhà ơi. Mặc trên người nha, từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Các chị thấy là cái form váy nó xì rất là rộng. Thì các chị ngồi xuống là phủ xuống phía dưới chân hiệu của mình như thế này nè. Mình mặc lên người nó rất là sang cả nhà ơi. Hôm nay em sale cho mình luôn, giá chỉ có 299.000 đồng thôi. Chị nào lấy mẫu đầm em mặc nhanh tay đặt hàng nha. Rồi tiếp tục nhận đơn hàng cho chị Đỗ Năm nè. Chị Hồ Thị Sáu ok chút ơn nè. Chị Hoàng Thị Dung ok chút 1001 cho chị nè. Rồi chị Hoàng Phạm Văn Nguyễn ok. Chị Hoa Ca, chị Nga Cao ok chút đơn. Rồi 1001 và kèm số điện thoại em chuyển hàng. Chốt sale liền trên live giá chỉ còn có là 299.000 đồng. Chúc cho chị Vũ Lệ, chúc cho chị Phương Lan, chị Nguyễn Hương luôn nha. 1001 nha cả nhà ơi, rất là đẹp. Mẫu này không mua là hơi tiếc các chị. DA992 cả nhà ơi, mẫu mới rất đẹp luôn, vải von mềm và mặt rất là mát. Rồi hôm nay nha, trong livestream này từ 450 em sẽ sale cho mình giá giới thiệu sản phẩm luôn, chỉ còn có giá là 299.000 đồng thôi. Đây, đây là DA992 cả nhà, đẹp lắm. Đầm này nè, có túi nè các chị ơi, cổ tròn nè ha. Tay ngắn nè, phần tay có lông co giãn siêu cao cho mình luôn. Nên là chị nào có bắp tay to mình yên tâm cho em là mặc rất là thoải mái, không có lo tịch chỗ luôn. Rồi vải mềm và mặc rất là mát nha các chị. Bên trong thì sẽ có kèm lớp lót thun cô tông cho mình luôn. Rồi từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa nè. Chị nào ước mẫu đầm em đang mặc trên người, mình comment đi dùm em nào các chị ơi, để lại cho em cú pháp luôn, là mã số sản phẩm và kèm cho em số điện thoại em chuyển hàng chị sai luôn. Đây là DA992. Đây là DA992 cả nhà ơi. Sale liền trên live giá chỉ có 299.000 đồng. Từ 40kg đến tầm 65kg sẽ có sale vừa. Chị nào lấy mẫu đầm em đang mặc trên người, mình comment lên dùm em DA992 và kèm cho em số điện thoại em chịu hàng. Sale liền trên live giá là 299 nha. Chị Phương Thủy ok chút đơn, chị Hương Lan ok chút đơn, chị Kim Nhung ok chút đơn DA992. Các chị ơi, ở đây em đang phố với thắt lưng, và thắt lưng này sẽ không kèm đầm, thắt lưng này sẽ là quà tặng nha. Các chị nào có tổng đơn từ 597.000 đồng trở lên là các chị sẽ được tặng kèm thêm thắt lưng này, và các chị sẽ được miễn ship toàn quốc luôn. Đó.
đó mình tranh thủ nha, mình gộp đơn hàng để có quà nha. Rồi sản phẩm mới về, giá gốc 450 giảm ngay trên like còn 299.000 đồng. Chị nào ước mẫu đồng em ra ngoài chị người, mình comment hình dùm em luôn TA992 và kèm trên số điện thoại em chịu hàng. Trước xe liền trên like giá chỉ còn có là 299.000 đồng. Chị nào ơn đợi hàng sử dụng em chịu hàng chịu sai. Mẫu này em có một màu thôi chị Minh Nguyễn ơi, không có nhiều màu chị ạ. Rồi và em có 4 size nha, ML, XL, 2X, từ 40kg đến tầm 65kg là vừa hết luôn. Chị nào mình lấy mẫu đồng em mặc thì mình cứ comment cho em là mã hàng kịp xin hỏi là được nha. Chị Ngọc Nguyễn DA1004 là mẫu đầm em đang mặc trên người cả nhà ơi. Hôm nay sẽ sale cho các chị mình luôn. Đầm này đẹp nè, hôm nay sale luôn nha, 450 giảm còn 299. Nhưng mà em áp dụng cho chị nào có nhấn theo dõi trang hoặc là nhấn chia sẻ livestream thì mình sẽ được áp dụng giá sale này nha. Đầm này của em giá gốc là 450, hôm nay sale có 299 là các chị mất vài giây nhấn theo dõi trang hoặc chia sẻ livestream thôi là mình được giảm đi rất là nhiều rồi đúng không ạ. Rồi bây giờ nè, DA1004, các chị nhìn cái form nè, đẹp chưa? Form váy xòe rất là rộng luôn đó, đủ hàng đủ size, vải này chất form mặc rất là mát luôn. 1004 đây nè, mặc sale liền trên like giá chỉ có 299.000 đồng thôi. Đầm này có túi nè các chị ơi, có túi này mình đựng vừa điện thoại luôn, rồi cổ tròn tay lỡ. Form này dễ mặc nè, chị nào mình cũng có thể mặc được. Chị nào có vòng bụng là yên tâm, che bụng tốt nha cả nhà ơi, từ phần eo này nè nó xòe ra luôn, che bụng ra mình luôn. Nền đen hoa trắng trắng cho mình nhỏ nhỏ đẹp quá, sang. Ở này mặt sang. Đây là DA1004 nha cả nhà. Rồi, sale 299. Nhấn theo dõi trang hoặc chia sẻ livestream. Còn chị nào mà mình muốn được tặng thắt lưng này, các chị gộp đơn 597.000 đồng trở lên em tặng thắt lưng và miễn ship nha. Ở thắt lưng thì em đợt này em sẽ ngưng bán lại. Bình thường bán thêm từ cái đó các chị ơi. Đó mà hôm nay không bán luôn để tặng thôi. Nhớ gộp đơn cả nhà nha. Tiếp theo ok nè. 1004 nha, em sale giá là 299k. Giá gốc 450, bây giờ em sẽ còn là 299. Nếu như mà chị nào ưng mẫu này, mình tranh thủ lên đơn luôn. Comment DA1004 và kèm trên điện thoại để em chịu hàng ạ. Sale liền trên like giá là 299.000 đồng. Mình ưng mẫu này đặt hàng sử dụng em nha. Comment cho em cú pháp luôn là mã số sản phẩm và kèm số điện thoại em chịu hàng luôn. Chất đẹp lắm cái nhà ơi, vải mềm và mặc rất là mát. Các chị thấy cái form mình ngồi mà cái tà vải nó phủ xuống dưới chân vậy, mặc gì nó sang, dễ sợ sang luôn ha. Đó, mình ngồi cũng đẹp, đứng cũng đẹp mà đi cũng đẹp. Cái tà vải nó rất là mềm và nhẹ nhàng luôn. Đầm em đang mặc trên người ngày hôm nay sẽ sale còn 299k. DA1004 nha. Robin. Đây là một cái sản phẩm mới của bên em các chị ơi nha. Đây là DA976. Mẫu này đẹp nè các chị, đi tiệc đi đâu hết sạch luôn. Rồi bây giờ nha, trong livestream ngày hôm nay em sẽ sale cho mình giá giới thiệu sản phẩm. Đầm này giá gốc em của em là 450, trong live này thì các chị sẽ được sale luôn xuống còn có giá là 299.000 đồng thôi. Về chất vải thì các chị khỏi lo luôn, vải rất là đẹp. Ở trên nha là vải lụa nha, lụa thì yên tâm cho em, ở ngoài thực tế các chị nhìn nó đẹp hơn trên live, tại vì cái vải của nó sẽ rất là ống nha các chị. Còn phía dưới đây là chất chiffon nè, chất chiffon rất là bồng và nhẹ nhàng mềm mại cho mình ha, có độ co giãn nhẹ nhẹ nè, mềm và mát mẻ cực kỳ luôn. Bên trong sẽ có kèm lớp lót thun cô tông cho mình nha. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA976. Hôm nay sale liền trên like giá chỉ còn có là 299.000 đồng thôi các chị ơi. Quá đẹp luôn. Ở đây em đang phố thắt lưng. Tất cả đầm không kèm thắt lưng, nhưng mà nếu chị nào mình muốn được sở hữu cái thắt lưng này, chỉ cần các chị gộp đơn từ 597.000 đồng trở lên là sẽ được tặng nha và được miễn ship luôn. Rồi nhanh tay nha cả nhà ơi, 63kg vừa chị ơi. Cái đầm mẫu đầm này là 40kg đến tầm 65kg là mình sẽ vừa nha. Chị nào mình lấy mẫu đầm em đang mặc trên người thì mình comment cho em luôn DA976 và kèm trên số điện thoại em chịu hàng nha. Xe liền trên like giá chỉ có là 299.000 đồng thôi. Màu xanh đen, màu này thì rất là dễ mặc và nó sẽ không có kém da các chị á. Mình mặc ai cũng mặc được hết trơn, chị nào da trắng hay là chị nào da ngâm mặc ok hết trơn cả nhà nha. Đây là DA976 nha. Sale hôm nay cho mình luôn là giá chỉ còn có là 299.000 đồng thôi. Rồi bây giờ chị nào mình đặt hàng mẫu này, mình comment để giúp em nha.
DA976 kèm số điện thoại và rất là đẹp và chất thì rất là mát luôn các chị, cứ yên tâm cho em. Rồi chị nào lấy mẫu đầm em mặc thì mình comment nào nhanh tay cả nhà. Size 2X thì là em mình tầm 84 triệu xuống mình mặc vừa nha. Rồi chị nào đặt nhanh tay comment 976 và kèm số điện thoại cho em là cả nhà ơi. Ok chị Tâm Bé em chốt đơn nha. Chị Vũ Tiền ok chốt đơn DA976 cho chị luôn nè. Rồi chị Nguyễn Nhung ok chốt đơn nè. À, chị nào lấy mẫu đầm này đặt hàng sử dụng em nha. Chị Nguyễn Hạnh ok chốt 976 cho chị luôn, tại vì đẹp cái gì. Sao có 299k thôi nên form rất là sang luôn đó. Chị nào ưng mẫu đầm em đang mặc trên người thì mình cứ comment la mã số sản phẩm và kèm số điện thoại em cửa hàng nha, nhanh tay mình đặt hàng sớm em chốt đơn luôn ạ. Rồi cho em mượn comment của chị Nguyễn Hạnh một xíu nha. Giờ là nếu mà chị nào mình đặt hàng thì mình cứ comment giống như chị Nguyễn Hạnh dùm em là ok nè, đó có mã số sản phẩm nè, rồi có số ký luôn, rồi có số điện thoại luôn là ok luôn nha. Rồi chị nào lấy đặt hàng nhanh, chị Linh Linh ok chốt, rồi chị Bảo Trần ok chốt, chị Tuyên Nguyễn ok chốt cho chị luôn nha. DA976 cả nhà ơi. DA976 em sale ngày hôm nay cho các chị mình luôn, giá chỉ có 299.000 đồng thôi. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào lấy mẫu đầm em đang mặc trên người thì mình comment liền giùm em nha, la mã số sản phẩm nè và kèm trang điện thoại để chuyển hàng, chuyển size liền chuyển like cho các chị mình luôn nha. Nhanh tay là hàng tính giùm em nào, 976 nha các chị. Giá gấp 450 em sale ngay trên live chuyện này luôn, là giá chỉ còn có là 299.000 đồng, quá đẹp. DA994 là mẫu đầm em đang mặc trên người nha cả nhà ơi. Vải này mặc mát nè, vải này là vải von ha. Rồi, đầm này em sale ngày hôm nay cho các chị mình luôn với giá đặc biệt nha. Em sale ngày hôm nay luôn, DA994 chốt sale liền trên like, giá chỉ còn có là 299.000 đồng thôi cả nhà ơi. Sale liền trên like giá 299.000 đồng, mẫu đầm em đang mặc trên người. Từ 40kg đến tầm 65kg là vừa. Phần tay này các chị ơi, tay phồng và có độ co giãn rất là tốt cho các chị mình luôn. Có độ co giãn rất là tốt nè ha, cổ tròn nè, con váy xòe rộng ngang bắp chân, đầm này có kèm túi hai bên luôn, chất rất là mát luôn. 4 size nha cả nhà ơi, 4 size ML, XL và 2X luôn, từ 40kg đến tầm 65kg là vừa. Rồi đầm em đang ngoài trên người ngày hôm nay sẽ sale cho các chị mình luôn nhá. Đây là DA994 sale liền trên like, giá chỉ có 299.000 đồng thôi. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình sẽ vừa mẫu đầm này. Chị nào ưng mẫu này đặt hàng cho em luôn DA994 và kèm số điện thoại cho em nè, để chốt đơn liền trên like cho các chị mình luôn nhá. Vải đẹp và chất thì rất là mát luôn, cổ tròn tay ngắn, phần tay có phần co giãn mặt thoải mái cho mình luôn. Mình ưng mẫu đầm này đặt hàng cho em nào các chị ơi, DA994 và kèm số điện thoại luôn nè. Form vải dài tầm ngang bắp chân rất dễ mặc luôn, ở đây cao 1m62 nè, 47kg thì mặc như thế này. Đi vào chiều cao bụng người có thể mình mặc dài hơn hoặc ngắn hơn em, nhưng mà form này thì nói chung là dễ mặc lắm rồi, ai cũng mặc đẹp hết. Rồi nhanh tay cả nhà ơi, 994 và kèm số điện thoại em trường hàng nào. Chị Nguyễn Hương 994, chị Phương Anh Đoàn ok 994, rồi chị Lương Khánh, chị Lương Khánh Linh ok chốt, chị Ngọc Thanh ok chốt DA994 sale giá 299k, chị Phương Lan 994 sale giá 299k cho chị Phương Lan luôn. Đêm nay chị nào lấy mình đặt hàng sử dụng em, la mã số sản phẩm nè và kèm số điện thoại em chuyển hàng chuyển size. Nhanh tay cả nhà ơi, hôm nay em chốt solo chỉ còn là 299.000 đồng thôi. Hôm nay chốt solo còn có 299.000 đồng, từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa, chị nào lấy đặt hàng. Tốt này là chị nào có bắp tay to vẫn mặc vừa luôn nha cả nhà ơi. Đó rồi, ai lấy mẫu đầm em mặc thì mình đặt hàng nè. DA994 và kèm trên số điện thoại luôn. Ngày hôm nay trên live chuyện này em sẽ sale cho các chị mình luôn, chỉ có 299.000 đồng. Chất đẹp, mặc mát và thoải mái cực kỳ. Rồi vải này mặc mát rồi rượu luôn. Chị Minh Suka ok, chị Nguyễn Sơn ok, chị Thùy Trang ok, chị Nguyễn Như ok, chị Vân Hình ok. Em chúc đơn cho chị luôn nè. DA994 nè, sale liền trên live giá chỉ có 299.000 đồng. Sale liền trên live giá chỉ có 299.000 đồng, từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Mẫu này đẹp quá các chị ơi, mẫu mới về. Rồi đầm em đang mặc trên người các chị ơi, đây là DA977, xuất sắc luôn ấy. Vải đẹp, form dáng đẹp, màu sắc cũng đẹp ha. Rồi bây giờ các chị ơi, hôm nay các chị nào mình ưng mẫu đầm này tranh thủ đặt hàng nha. Lên live stream này thì em sẽ sale cho mình một cái giá gọi là giới thiệu sản phẩm cho các chị, một cái sản phẩm mới về hàng cao cấp luôn. Và trong live stream này, từ giá gốc em bán sẽ là 450, em giảm xuống cho mình ngày hôm nay là chỉ còn là 299.000 đồng thôi. Rồi đầm này của em là DA977 nha cả nhà ơi, đẹp lắm. Đây, đứng lên cho mình xem, cho mình xem hết cái form trước đi nè. Đó, đẹp chưa? Trên là chất cá thái nè, hoa đẹp ha, hoa bê rê.
Hoa là hoa có họa tiết là hoa 2D cho mình đẹp chưa, xuất sắc chưa? Đó, phía dưới đây. Chất chiếc phô nè, bồng bềnh nhẹ nhàng, phần eo này có thích ly nha các chị. Chị nào có vòng bụng to thì yên tâm, khỏi lo lộ bụng luôn. Rồi phía đằng sau của nó đây, dây có kéo nè. Lên form rất là đẹp, đủ hàng đủ size cho mình luôn. Mã đầm em đang mặc trên người đây là DA977 và hôm nay sale luôn chỉ còn là 299.000 đồng thôi. Rồi bây giờ chị nào lấy mẫu đầm em đang mặc trên người nhớ nhanh tay đặt hàng cho em luôn. DA977 và kèm số điện thoại em chốt đơn. Nhanh chóng mình đặt hàng sớm, bây giờ em trừ hàng trừ size nha. Nhanh tay cả nhà ơi, DA977 kèm số điện thoại cho em liền nào. Coi giãn nè, mặc thoải mái cực kỳ. Ở bên trong nó có lót nha các chị nè, có lót luôn. Rồi lên form xuất sắc luôn. Đó. Ở đây các chị thấy là mang phố quá thắt lưng. Vì thắt lưng này là em sẽ tặng nha. Các chị gộp đơn, các chị gộp đơn nha, 597.000 đồng trở lên em tặng thắt lưng và miễn ship nha. Đây em đứng lại cho mình xem lại một lần nữa cái phần hoa họa tiết của nó là đẹp lắm. Trời ơi, xuất sắc chưa? Đây đứng gần nè, nãy đứng bị chó đúng không? Giờ nhìn thấy rõ hơn chưa nè các chị. Đó, đẹp ha. Đầm này của em nha, 4 size nha các chị, ML, XL và 2X luôn. Từ 40kg đến tầm 65kg là sẽ có size vừa. Đây là DA977 nha. Chị nào lấy mình đặt hàng trên luôn, bản hàng kèm xuyên hoài. Chị không? Mẫu đầm mới của bên em, các chị ơi, đây là DA1008 nha các chị. Nhìn cái màu các chị ưng không nè các chị ơi. Nhìn cái màu ưng không các chị. Nền đen hay đỏ, sang dễ sợ ha. Xuất sắc. Rồi bây giờ nha các chị, hôm nay trong live này các chị nào thấy cái là livestream này của em, chị nào ưng mẫu này, mình tranh thủ nha. Mình lên đơn cho em cú pháp là mã hàng và kèm số điện thoại luôn. Để bên em gọi điện, bên em chốt đơn hàng cho mình. Ngày hôm nay thì được sale các chị nha. Đây là một cái sản phẩm mới nhưng ngày hôm nay thì sẽ sale với giá là giới thiệu sản phẩm 450, em sale ngay mẫu đầm này cho các chị mình luôn với giá chỉ còn có là 299.000 đồng. Rồi bây giờ em sẽ đứng gần cho mình xem luôn. Màu rất là đẹp nha cả nhà ơi. Mã đầm em đang mặc trên người là DA1008 với cái màu là nền đen hoa đỏ cực kỳ sang. Cổ tim tay ngắn rất dễ mặc và đầm này sẽ có túi hai bên cho mình luôn. Về chất vải, mẫu đầm này của em với chất vải là chất chéo Thái sẽ có độ co giãn rất là tốt nè, mặc siêu êm luôn. Chị nào chưa có đầm chéo Thái mua thử đi, em chắc chắn là các chị sẽ mê, sẽ mê liền. Lần sau là mua tiếp, thế là cũng lượng chéo Thái mua tiếp. Đầm này của em mã sản phẩm là DA1008, ngày hôm nay sale liền trên live giá là 299. Gộp đơn 597.000 đồng trở lên em tặng kèm thắt lưng cho mình và miễn ship luôn, cố gắng mình gộp đơn nha. Rồi DA1008 và kèm cho em số điện thoại là các chị nha, nhanh tay nè, đẹp lắm luôn các chị ơi. Lên form rất là sang, chị nào có vòng bụng thì yên tâm là che bụng rất là tốt. Ở đây cao 1m62 và em nặng là 47kg. Thì mẫu này em mặc đây là size M và tầm dài ngang bắp chân. Lên form rất dễ mặc, chị nào mình cũng có thể mặc được hết nha. Đây là DA1008. DA1008 giá gốc 450, sale liền trên live giá chỉ còn là 299.000 đồng. Quá đẹp luôn, chị nào lấy mình đặt hàng nhanh nha. Các chị ơi, mẫu mới về siêu phẩm luôn cả nhà ơi. Một cái mẫu đầm chấm bi rất là đẹp và đặc biệt là mẫu này sẽ có độ co giãn siêu tốt cho các chị mình luôn. Nên là đối với cái mẫu đầm em đang mặc trên người đây thì có thể là các chị trong tầm từ 40kg đến tầm hoặc là 70-75kg gì đó mình cũng có thể vừa nha. Rồi bây giờ các chị ơi, sản phẩm em đang mặc trên người nha. Mẫu đầm em đang mặc là DA987. Một cái mẫu đầm siêu phẩm với họa tiết chấm bi cực kỳ sang luôn. Và mẫu đầm này về độ co giãn thì siêu tốt cho các chị. Trời ơi, các chị nhìn dùm em đi. Bây giờ chị nào hình hay hỏi em là em ơi có đầm nào mà size lớn lớn không? Các chị hay hỏi em hình 75kg, 80kg. Đó các chị ơi, mình có thể bon trên mẫu này cũng có thể được nha. Tại vì em thấy ở đây là các chị ơi nè, nó co giãn rất là tốt, chắc 80kg cũng vừa đó các chị. Siêu có giãn nha cả nhà ơi, chất này mặc cực kỳ mát luôn. Và anh đây là cách nhập cho các chị mình luôn nha. Rồi đầm em đang mặc trên người với thiết kế sẽ là cổ đắp chéo nè, có xếp ly nè. Khi các chị mình mặc lên người sẽ không lo bị hở luôn. Chị nào có vòng một to thì không lo bị chật, mà chị nào vòng một nhỏ thì không sợ bị hở nha. Đầm em đang mặc trên người cái phần cổ này mình tùy chỉnh cũng được, cao thấp tùy chỉnh cũng được luôn. Và mẫu đầm này may là từ những mảnh ghép lại với nhau, chứ không phải là may từ một khổ vải rồi bóp eo lại đâu nha. Đầm này rất là đặc biệt. Đây là một trong những cái sản phẩm mà thiết kế độc quyền của shop em. Ở ngoài các chị kiếm sẽ không có đâu nha các chị yêu nha. Đây là thiết kế độc quyền của shop em. Rồi phía đằng sau cũng vậy luôn nha cả nhà nha. Rồi nó sẽ là
nó sẽ là may từ những mảnh ghép ghép lại với nhau. Thì tính ra cái mẫu đầm này sẽ may là từ 7 mảnh nha. Từ 7 mảnh tính cả đằng sau là 4 mảnh, ở đằng trước là 3 mảnh, là 7 mảnh nha cả nhà ơi. Đó, lên form rất là đẹp, em nói thiệt luôn các chị, kể cả những chị nào mà trình mình tròn người, chị nào có vòng bụng chọn cho em mẫu này, em đảm bảo là mặc cực kỳ đẹp luôn. Em nói thiệt, cái mẫu này tại vì đây là cái thiết kế này bên em bán, bên em may rất là nhiều rồi, mà đợt trước em bán cháy hàng quá, em không còn vải để may. Và vừa rồi thì hiện tại đã nhận được lô vải chấm bi và có lộ co giãn rất là tốt như vậy. Hàng cách nhật là các chị biết cái vải cách nhật nó hiếm lắm, mãi thì sao em mới có cái vải này em may tiếp cho mình đây. Thì cả nhà ơi nhanh tay, vậy bây giờ nha, đầm em đang mặc trên người giá gốc là 450. Nhưng trên livestream này các chị sẽ được săn sale một cái siêu phẩm này với giá chỉ còn có là 299.000 đồng thôi các chị ơi. Chỉ có giá 299 rồi các chị ơi, mã sản phẩm là DA987. Chị nào lấy mẫu đầm em đang mặc trên người comment liền giùm em là DA987 kèm số điện thoại. Chấm bi bao đẹp luôn. Đây em cho mình xem kỹ nè. Các chị thấy không? Các chị thấy đường may của nó nè. Từ đây nó chạy dài xuống luôn. Nó may từ 7 mảnh ghép lại với nhau đó nha cả nhà ơi, chứ không phải từ một form váy xòe, một cái cổ vải rồi may bóp lại đâu. Nên là em đảm bảo luôn các chị mà mặc lên người cái dáng mình bao đẹp luôn nha các chị. Thiệt mẫu này không đẹp không lấy tiền. Và về độ co giãn thì sao ạ? Nè các chị ơi mình nhìn giùm em ơi, em đang mặc size M nha cả nhà. Thì từ lô kéo ra như vậy nó như là size 3-4X gì luôn các chị. Nên là em nói thiệt là cái mẫu đầm này những chị nào mà mình size lớn hay hỏi em 70 hay là 80kg gì đó thì các chị cứ yên tâm đặt cho em mẫu này sẽ có size vừa. Eo 100, eo hơn 100 cũng vừa luôn nha cả nhà ơi. Rồi các chị ơi, ở ngoài các chị nhìn cái form váy nó xè đẹp lắm nha cả nhà ơi. Bây giờ này 987, ai lấy mẫu đầm này đặt hàng nhanh cho em luôn. 987 và kèm điện thoại mẫu đầm, số lượng em có rất là ít nha. Mình đặt nhanh luôn các chị ơi, trời ơi các chị hàng hiếm 100%, các chị nhận được hàng sẽ không bao giờ mà các chị có thể chê được cái mẫu đầm này, kể cả những chị khách nào khó tính nhất đó. Ở đây không phải là ai cũng dễ tính như nhau, có những chị khách rất là khó tính luôn các chị ơi. Dê tức gì một xíu xíu thôi là các chị mình hỏi mà các chị không chịu liền. Nhưng mà em nói thiệt, đối với cái mẫu đầm này những chị khách đó thì tự luôn đã, bên em bán rất là nhiều chị khách khó tính rồi, và mấy chị cũng phải khen luôn, các chị cũng phải comment, các chị nhận được hàng các chị phải khen luôn, thật sự luôn. Mẫu đầm này các chị cứ yên tâm, nhận được hàng về mình nhớ cho em review sản phẩm, nếu không ngại thì cho em xin tấm hình nha cả nhà ơi. Rồi các chị ơi, gộp đơn 597.000 đồng trở lên em tặng kèm thắt lưng cho mình và miễn ship nha, cố gắng mình gộp đơn để tặng quà cho mình luôn. Quà tặng này không kèm đầm đâu nha cả nhà, quà tặng này là các chị gộp đơn hàng 597.000 đồng trở lên sẽ có quà. Lưu ý giúp em, quà tặng em gần hết, chị nào mình đặt trước em chuyển hàng trước. Các chị ơi mẫu mới, các chị ơi rất là đẹp luôn. Đây là mã số sản phẩm là DA1005 cả nhà nha. Nhìn cái màu hay là cái ưng rồi đó các chị. Một cái mẫu đầm form dài cho mình màu xanh rêu rất là đẹp nha. Rồi ngày hôm nay các chị ơi tranh thủ, chị nào mình thấy livestream này rồi thì mình ở lại đây và mình theo dõi livestream và mình sẵn cú pháp mình đặt hàng luôn đi. Vì ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho mình mẫu đầm này, và giá này là giá em sale đặc biệt trên live, giá với giá giới thiệu sản phẩm mẫu mới về. Về sau em sẽ tăng lại giá, nhưng hôm nay các chị đặt hàng thì sẽ được sale các chị nha. Nhanh tay nha, giá giới thiệu sản phẩm hàng mới về đây là DA1005 với giá gốc là em bán là 450 nha cả nhà ơi. Nhưng ngày hôm nay các chị đặt hàng đi, em giảm cho các chị mình luôn là giá chỉ còn có là 299.000 đồng với cái màu xanh rêu cực kỳ sang luôn, và cái vải của nó rất là đẹp nha các chị ơi. Vải này nó sẽ có độ co giãn nè, vải này là chất xúc thái cao cấp loại 1 với cái vải rất là mềm nhẹ và sẽ có độ co giãn cho mình luôn đó. Rồi túi hai bên cho mình nè, màu đẹp chưa, màu xanh rêu cả nhà nha. Ở bên trong sẽ có kèm lớp lót thun cô tông cho mình luôn, từ 40kg đến tầm 65kg là mình sẽ vừa mẫu đầm này. Em đang mặc trên người đây với mã sản phẩm đó là DA1005
Rồi em bốn có bốn size nha cả nhà ơi, M, L, XL và 2X là em đều có hết. Từ 40kg đến tầm 65kg là sẽ có size vừa. Các chị gộp đơn hàng đi, 597.000 đồng trở lên em sẽ tặng kèm quà tặng cho mình là thắt lưng. Và em sẽ miễn ship toàn quốc cho các chị mình luôn. Rồi DA1005 và kèm cho em số điện thoại là cả nhà ơi. Ngày hôm nay trên live chuyên này em sẽ sale cho các chị mình luôn. Giá chỉ có là 299.000 đồng, rất là đẹp, lên phong cực kỳ sang. Ở đây em cao 1m62 và em nặng là 47kg. Rồi em đang mặc đây là size M, lên form rất là đẹp bạn. Mẫu đầm này thì các chị cứ yên tâm cho em, về nhận được hàng là ưng. Trời ơi cái màu này, cái vải này ở bên ngoài còn mê hơn nhiều, thiệt sự luôn. Ở bên ngoài còn mê hơn nhiều nha cả nhà ơi. Một màu duy nhất nha chị Lê Hằng ơi, không có màu khác nha. Chị Hiểu Đàn ok, có size đấy chị Oanh Trần ok nha. Rồi chị em Vũ thì ok em chốt đơn nè. Đây là DA1005. Chị nào lấy mẫu đầm em mặc thì mình comment 1005 và kèm cho em số điện thoại nào cả nhà ơi. Đây là một cái mẫu đầm mới về của bên em các chị ơi, vải đẹp cực kỳ luôn. Tại này các chị mua thử đi. Lần đầu tiên các em mới có cái vải này đó nha các chị. Chất vải này là chất phi nhung. Rồi các chị yêu nha, vải này vải rất là mịn và mặc rất là êm, mát mẻ cực kỳ luôn. Trời ơi sờ vô là mê. Vải này là sờ vô là mê liền. Và các chị ơi mình nhìn giùm em hẳn tiết đẹp không? Thấy cái hai đẹp không? Form dáng thì rất là dễ mặc cho mình luôn. Đầm này của em nha, ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn. Mã đầm này của em, mã sản phẩm là DA982 cả nhà nha. 982 em sale ngày hôm nay cho mình luôn, giá chỉ có 299 thôi. Rồi đây, cổ là cổ tim nè, có nút nha, có 3 nút phía trên trước ngực áo nè. Đó, nút này lúc dạ mình mặc là không có sợ hở đâu. Rồi dây kéo phía đằng sau, dây khóa kéo phía đằng sau. Rồi, ở đây em phối với thắt lưng này không có kèm đầm, thắt lưng này là chỉ cần đơn hàng của mình từ 597.000 đồng trở lên em tặng thắt lưng và miễn ship nha. Đằng này có túi nha cả nhà ơi, vải đẹp quá, em cực kỳ mê cái vải này. Vải này là chất phi nhung cả nhà nha. Sờ vô mặt vải sẽ rất là mịn và nó sẽ có độ ấm nha các chị nha. Đó, bình thường thì các chị hay nghe là phi lụa đúng không? Bình thường các chị hay nghe là chất phi lụa. Thì chất phi lụa của nó sẽ là có độ bóng hơn cái này một xíu. Còn cái này dạng như là cái vải mặt vải của nó dạng cũng có bóng, nhưng mà kiểu như là nó dạng như ấm mà bóng mà bóng bóng nhám các chị nha. Bóng là bóng nhám á, trời ơi nhìn rất là sang. Ở ngoài các chị nhìn sẽ là thấy rõ hơn cái mặt vải của nó. Mà sờ vô rất là êm nha. Đó, sờ vô rất là êm tay luôn, mịn và mát cực kỳ. Rồi bây giờ nè, đây là DA982. Hôm nay cho các chị mình trải nghiệm một cái chất vải mới nữa. Đây các chị ơi, chất phi nhung, mã sản phẩm DA982. Và sale ngày hôm nay giá chỉ có 299. À chị thấy không, đến với shop em là rất là nhiều, đa dạng nhiều loại vải khác nhau lắm. Vải bên em là vải nhập không à, nên là yên tâm là vải nó đa dạng. Thứ nhất, thứ hai là các chị mặc không bao giờ bị đụng hàng đâu. Rồi đầm em đang mặc, chị nào lấy đà hàng chất vải là bao cho mình là vải cao cấp luôn. Đây là DA982 em sale ngày hôm nay luôn, chỉ có 299 thôi. Màu đẹp hay các chị, nền đen màu hoa tím tím về mặt sang nè. Đó, hoa tím hay đỏ đỏ lâu lâu cho mình mặc sang dễ sờ. Màu này không tiến da đâu, ai cũng mặc được hết. Đây em bỏ đi ra cho mình xem form. Chị nào nha, mình có vòng bụng á, các chị thoải mái đặt vòng này đi. Cái mẫu đầm này hạt eo của nó là hạt cao. Và từ đây thì nó sẽ xè ra luôn. Từ đây nó xè ra luôn, mình khỏi lo lộ bụng luôn. Bụng tới đâu là che tới đó hết luôn rồi. Đó, rồi bây giờ túi này là mình có thể được vừa điện thoại nha. Ở đây em cao 1m62, em nặng là 47kg nha. Thì mẫu này nó sẽ dài ngang bắp chân em như thế này. Rất là dễ mặc luôn. Đó, đẹp ha các chị. Ôi mẫu này em nói thiệt, khi mà các chị về các chị nhận được hàng, ấn tượng nhất đối với các chị đó là cái chất vải này đó. Thiệt. Ở trên live nhiều khi các chị nhìn các chị thấy có cái màu sắc ha. Cái màu sắc, cái kiểu dáng của đầm hay ưng không thì mình đặt đúng không? Ưng hay không thì mình đặt thôi. Còn nếu mà cái vải này thì các chị đâu cảm nhận được, các chị đâu nhìn thấy rõ đâu nè. Về nhà em nói thiệt là các chị mê liền, thiệt sự luôn. Một cái sản phẩm mới về của bên em các chị ơi, mẫu này rất là đẹp thực sự luôn. Từ chất vải đến kiểu dáng đến là màu sắc họa tiết luôn. Hôm nay trên livestream này đặc biệt em sẽ giảm giá cho các chị. Các chị nhớ nhấn theo dõi trang nha. Thay vì giá gốc hôm nay em chỉ bán cho mình giá sale thôi. Nhấn theo dõi trang hoặc là nhấn chia sẻ livestream cho em nào. Rồi đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA989. Giá gốc em bán là 450 nha cả nhà. Hôm nay ta luôn còn 299.000 đồng. Đầm này em có cho mình 4 size nha, M, L, XL và 2X luôn.
từ 40kg đến tầm 65kg là sẽ có size vừa cho mẫu đầm này. Các chị ơi, đầm này đẹp lắm luôn các chị ơi, mặc nó sang gì đâu luôn á. Thực sự mua về nhận được hàng là em đảm bảo các chị sẽ mê. Mà mê là mê nhất là ở cái vải của nó nha. Mềm, nhẹ nhàng, mát mẻ cho mình luôn. Đó, rồi cái họa tiết, cái việc phong dáng đầm này rất đẹp luôn. Lên phong là chuẩn phong luôn. Đầm này bên em may cho mình là 4 size nha cả nhà ơi. ML nè, XL và 2X nè. Từ 40kg đến tầm 65kg là vừa hết nha. Rồi các chị ơi, gộp đơn hàng đi các chị, 597 ngàn đồng trở lên em sẽ tặng kèm cho mình thắt lưng và em sẽ miễn phí toàn quốc luôn. Rồi đầm này có túi nha các chị, đây có túi hai bên, ở túi này là mình được vừa điện thoại luôn á. Rồi vân mềm và mặt mát nè, bên trong có kèm lớp lót thun cotton nè, xuất sắc, mẫu này là xuất sắc luôn rồi các chị ơi, khỏi bàn cãi rồi. Rồi bây giờ là các chị đầm em đang mặc trên người, chị nào lấy mình đặt hàng nhanh cho em luôn, DA989 và kèm số điện thoại nào. Em chốt nhanh trên livestream này luôn, giá chỉ có là 299.000 đồng. Giá này là giá sale ưu đãi chỉ có duy nhất trên livestream này thôi, sẽ không áp dụng ngoài live. Bình thường giá bán tại shop hoặc ngoài livestream đều là 450 luôn, nhưng hôm nay các chị sẽ được mua một cái giá sale rất là rẻ luôn, có 299.000 đồng. Mà hàng là hàng cao cấp, phải von, mà von này là von Nhật nha các chị nha. Von Nhật nha, ở Việt Nam không có cái von này cho các chị mình đâu. Các chị yên tâm đến với shop em mà mình mặc mặc đầm shop em là yên tâm, là khỏi lo đụng hàng luôn rồi đó các chị yêu nha. Chỉ có một mình shop em mới có cái vải này thôi. Rồi đầm em đang mặc trên người, chị nào lấy mình đặt hàng là 989 kèm số điện thoại. Chất mềm và mặt mát thuộc về luôn, mình ưng ý mẫu này là hàng cho em luôn. DA989 và kèm số điện thoại em chịu hàng luôn nha. Lên von cực kỳ sang luôn, đủ hàng và đủ sang cho các chị mình luôn nè. Rồi các chị ơi, nhanh tay chị nào lấy mẫu đầm em đang mặc trên người, mình comment liền cho em nào, cú pháp là mã hàng và kèm xin hỏi nha, rồi nhanh tay nha. Các chị ơi, một cái mẫu đầm chấm bi rất là đẹp luôn, ngày hôm nay em khuyên là các chị nên mua nha các chị. Mua cái sản phẩm mới của bên em luôn, hot hòn hợp luôn. Đây là DA978, mẫu đầm sơ mi, họa tiết chấm bi cho mình, chất vòm, trời ơi, xuất sắc, vòm mềm và mặt mát luôn. Có túi nha các chị, đầm em có túi hai bên nè. Rồi bên trong là có lót thun cotton luôn, đây, lớp lót thun cotton cho mình luôn. Rồi một màu duy nhất, không có màu khác nha. Đầm em đang mặc trên người thì sẽ có cho mình là 4 size ML, XL và 2X. Từ 40kg đến tầm 65kg là vừa. Mã sản phẩm là DA978. Và ngày hôm nay sẽ sale cho mình luôn, giá chỉ còn có là 299 ngàn đồng thôi. Đẹp lắm luôn, đây quay phía sau cho mình xem. Phía sau là dây khóa kéo cho mình nè. Đầm này lên form đẹp quá, xuất sắc hả các chị. Chấm bi, ôi em là em hơi bị mê chấm bi, không biết có chị nào mê chấm bi giống em ha. DA978 và kèm trên điện thoại là các chị ơi, sale liền trên live giá chỉ còn có là 299.000 đồng, giá gốc 450, sale ngày hôm nay chỉ có 299. Chị nào lấy mẫu đầm em đang mặc trên người, mình comment liền giùm em là DA978 kèm số điện thoại cho em liền nha. Đầm sơ mi đẹp nè các chị, mình đi đâu cũng được, dù mình đi những cái nơi lịch sự này mình mặc cũng được, mình mặc đi chơi cũng được, mình mặc đi đi tiệc cũng được luôn, dễ mặc lắm. Đây là DA978, chị nào lấy đà hàng hôm nay sale đặc biệt nha. Đó, hôm nay sale giá giới thiệu sản phẩm, giá gốc 450 em giảm trên like còn có 299 thôi, chị nào mình lấy mình đặt hàng nha. Vải đẹp lắm, chất mát, mặc thoải mái. Bố size 2X là tầm khoảng 65kg trở xuống, hoặc là eo mình tầm khoảng 84 á các chị, 84-85 gì đó mình vừa nha. Rồi vải von thì các chị biết là vải von thì về độ co giãn nó không có phải là nhiều như chất thun, chất dệt gì hết, nó chỉ có một ít vải thôi. Nói chung là nó cũng đủ để cho mình mặc thoải mái, mềm mại cho mình đúng không ạ. Các chị cứ để lại cho em thông tin số đo của mình, bên em sẽ tư vấn kỹ hơn nha. Mẫu mới cả nhà ơi, đẹp không các chị? Hôm nay cái mẫu đầm này em sẽ sale cho các chị mình luôn nha. Đây là DA1010. Đó, đợt này mã số nó hơi dài rồi các chị nha, mình chịu khó comment, nhưng mà mình nhớ comment chính xác giùm em nha. DA1010, mẫu đầm của em đang mặc trên người đây, có cho mình là 4 size nha, ML, XL và 2X luôn. Từ 40kg đến tầm 65kg là vừa. Và ngày hôm nay từ giá gốc 450 trên livestream này em sẽ sale mẫu này cho mình luôn với giá đặc biệt. Rồi các chị ơi, tranh thủ mình đặt hàng nè. 1010 hay là mặc trên người sale luôn chỉ có 299.000 đồng thôi. Màu đẹp quá luôn, form nè, họa tiết nè, rất đẹp luôn các chị ơi, màu sắc rất đẹp nha. Rồi cổ là cổ tin tay ngắn và có túi hai bên, đặc biệt cái chất vải này là vải chất chéo Thái, có độ co giãn cho mình 4 chiều, mặc nói chung là rất là mát luôn, mặc siêu êm. Chị nào chưa có chất chéo Thái mua thử đi các chị.
Dạ ba cái chị Kiều. Và em ra ngoài trên người nha. Mã sản phẩm là DA1010. Giá gốc là 450. Ngày hôm nay sale trên livestream này với giá chỉ còn có là 299.000 đồng thôi. Từ 40kg đến tầm 85kg là mình mặc vừa luôn. Rồi bây giờ chị nào lấy mẫu đầm em mặc thì mình comment liền giùm em nha. Là mã số sản phẩm nè, và kèm cho em số điện thoại để chiều hàng chiều size liền trên live cho các chị mình luôn. Rồi nhanh tay lên đơn tưởng giùm em nha. Comment là mã hàng và kèm cho em số điện thoại nè để chiều hàng chiều size liền trên live cho các chị mình luôn. Quá đẹp luôn, xuất sắc. Nền đen và hoa màu vàng vàng á nha các chị, màu vàng vàng cam cam đẹp quá nè. Nhìn sang lắm, các chị ơi mặc cái đầm này mặc trắng da cực kỳ luôn. Đây là DA1010 nha. Chị nào ưng ý mẫu đầm em mặc thì mình cứ comment luôn. Là mã số sản phẩm và kèm số điện thoại em chịu hàng luôn. Tranh thủ nha các chị. 4 size ML, XL và 2X luôn. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Cái form váy xề rất là rộng luôn các chị ơi. Trời ơi mặc lên là mê liền. Đó, đủ hàng hiệu size cả nhà cứ yên tâm đặt hàng nha. Rồi bây giờ chị nào lấy mẫu đầm em đang mặc trên người, nhanh tay mình lên đơn sớm em chịu hàng nào. 1010 và kèm số điện thoại cho em nha. Chị Nguyễn Nguyễn em chúc 1010 cho chị. Chị Kim Lan ok chúc đơn, chị Hạnh Nguyễn ok chúc. DA1010 nha. Chị Liên Trần ok chúc đơn, chị Đỗ Thị Thái ok chúc đơn cho chị luôn. Rồi đầm em đang mặc trên người, giá gốc là 450. Ngay trên livestream này em sẽ sale cho các chị mình luôn. Giá chỉ còn có là 299.000 đồng thôi. Lên form quá đẹp quá sang luôn. Chị nào ưng mẫu đầm em đang mặc trên người comment cho em luôn. DA1010 và kèm số điện thoại liền em trường hàng nha. Sale với giá chỉ có là 299.000 đồng. Rồi